Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái tiết số 2 của tuần 6 vở luyện toán lớp 5 tập 1. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 5 thì thầy đã quay chúng ta đầy đủ vở bài tập tập 1, tập 2. Chúng ta cũng đã có phiếu bài tập cuối tuần cũng đã xong. Luyện toán lớp 5, đó, tập 1, tập 2. Đấy, chúng ta cũng đã có đầy đủ rồi. Các cái đề kiểm tra này, giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, giữa học kỳ 2, cuối học kỳ 2 và những đề tuyển sinh vào lớp 6, trường chuyên, lớp chọn gì đó, thầy cũng đã có hết rồi, các em chịu khó tìm nhá. Rồi, và bây giờ thì không linh tinh và luyên thuyên nữa, chúng ta sẽ vào cái bài thôi. Đấy, bài của chúng ta này. Thầy yêu cầu này, viết các số đo diện tích dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông. Nhớ họ yêu cầu là mét vuông này các em. Đấy, mét vuông nhá. Đấy, vậy thì để làm được cái này thì chúng ta có thể tiến hành nè. 6 mét vuông 23 đề xi mét vuông. Đó thì sẽ bằng bao nhiêu? Các em biết được nè. Bảng đơn vị nè, mét vuông. Đề xi mét vuông, cm gì? Vuông mi gì, mm vuông. Cứ một đơn vị đứng trước này nè sẽ hơn cái đơn vị đứng sau là bao nhiêu? 100, đúng không? Và đơn vị đứng sau này hơn đơn vị đứng trước là 1 trên gì? Trên 100, đúng không nào? Đấy, vậy thì từ cái này thì chúng ta thấy này, yêu cầu là mét vuông. Vậy thì cái 6 này, chúng ta có cần đổi nữa không? Không cần đổi. 23 này, 23 đề xi mét vuông này. Đấy, 23 đề xi mét vuông thì sẽ là 23 trên gì? Trên 100 mét vuông, đúng không? Đúng không nào? Đấy, vậy thì ở đây chúng ta sẽ đổi nó thành là gì? 6 nè, 23 trên bao nhiêu? 100 mét gì? Mét vuông. Được chưa? Nếu em nào muốn chuyển sang dạng số thập phân thì nó sẽ bằng 6 phẩy bao nhiêu? 23 nha. Đấy, vậy thì chúng ta dừng ở dạng gì? Hỗn số này thôi. Chúng ta chưa học số thập phân đúng không? Rồi đến câu B này. 35 mét vuông 7 đề xi thì nó cũng sẽ là 35 7 trên gì? Trên 100. Đúng không nào? Đó, mét gì? Mét vuông. Đúng không? Được chưa? Rồi, tiếp theo này. Ở đây 141 đề xi mét vuông thì chúng ta sẽ là 141 chia cho bao nhiêu? Chia cho 100, đúng không? Phải không nhỉ? Vậy thì 141 đề xi ra centi này, vậy thì sẽ là 141 trên 100. Thì 141 mà chia cho 100. Đấy, thì giờ nếu mà chúng ta đổi ra dạng là gì? Số thập phân thì nó sẽ là bao nhiêu? 41 mét vuông. Đúng không? Đấy, sẽ là 141 trên gì? Trên 100 mét gì? Mét vuông nhá. Được chưa? Rồi, 280.000 cm, nhớ 1 cm thì lại bằng mấy? 10.000. Được chưa? Vậy thì đây nó sẽ là 280.000 trên bao nhiêu? Trên 10.000, đúng không? Đó, mét vuông. Được chưa? Rồi trường hợp nếu giáo viên yêu cầu nâng cao đổi ra số thập phân thì thầy sẽ bằng bao nhiêu? 6,23 này. Được chưa? Thầy chỉ viết còn đơn vị sau nhé. Đây sẽ là 1,41. Được chưa? Ở đây sẽ là bao nhiêu? 35 phải gì? Phải 0,7 nè. 35,007 nhé. Rồi ở đây nè, chia cho 10.000. Vậy thì ở đây có 4 số 0, đây có số 4 số 0. Vậy thì 28 trên 1 sẽ là 28. Đấy, được chưa? Rồi, xong cái bài số 1 nha. Chúng ta sẽ đến một cái bài số 2 này. Thì đây là cái dạng toán rất là nâng cao. Các em nhìn vào đây thì yêu cầu này. Viết từ lớn, từ bé đến lớn này. Đấy, bé đến lớn nha. Vậy thì nhìn vào đây chúng ta thấy này, ba cái phân số này nó có cùng cái gì? Cùng mẫu rồi.
phân số cùng mẫu thì phân số nào có tử nhỏ hơn thì sẽ gì? Nhỏ hơn, đúng không? Vậy thì nhỏ nhất ở đây sẽ là 25 trên 41 này. Sau đó đến anh gì? 27 trên 41. Đúng chưa? Rồi, 35 trên 41. Rồi, vậy thì đối với ba cái phân số cùng mẫu này thì chúng ta đã thực hiện được. Bây giờ, vấn đề còn lại là cái phân số này, 32 trên 45 này này. Đấy, chúng ta so với những cái anh này này này. Vậy thì để mà xem được cái anh 32 trên 45 này này như thế nào, cách mà chúng ta làm thông thường thì chúng ta sẽ đưa chung về gì? Về mẫu số chung, đúng không? Đúng không? Mẫu số chung tức là chúng ta sẽ nhân chéo lên. 35 này nhân với 45 và 41 nhân với 32 chẳng hạn. Đấy, ví dụ là như thế, đúng không? Vậy thì cái cách đó nó sẽ rất là lâu. Vậy thì hôm nay thì thầy sẽ có một cái tuyệt chiêu cho các bạn nhé. Vậy thì giờ nhìn vào đây nè, ba số này là xong nhé. Bây giờ muốn biết 32 với lại bao nhiêu, 25 trên 41 nó như thế nào nè. Là giờ chúng ta phải so sánh nè, 25 trên 41 nè, so sánh với lại 32 trên 45 nè. Đấy, vậy thì hai thằng này nó khác mẫu nè. Nếu quy đồng thì nó sẽ rất là lớn, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một cái gọi là tuyệt chiêu này. Ta sẽ cộng các tử đây nè. Với số mấy? Với số 6 đi. Được chưa? Chỉ cộng tử với 6 thôi. Tức là tử của phân số này chúng ta cộng thêm 6 đơn vị, tử phân số này chúng ta cộng thêm 6. Vậy thì ở đây nè, 6 cộng với 5, 11 với 1 cho 1. Xem nào, cộng thêm với bao nhiêu? Cộng thêm với 6 đủ không? Chưa đủ, 16 mới đủ 41, đúng không? Cộng thêm tới 16 nhé. Này, cộng thêm tới 16 đi. 6 cộng 5, 11 viết 1 nhớ 1 này. 1 cộng 2 là 3, nhớ 1 là 4. Như vậy thì nó sẽ là 41 trên 41, đúng không? Phân số này chúng ta cộng thêm 16 thì nó sẽ ra là mấy? 8 này, 48 trên 40 mấy? 45 nè, đúng nè. Vậy thì 41 trên 41 thì đây này bằng mấy? Bằng 1. Đây phân số có tử lớn hơn mẫu thì đây sẽ là gì? Lớn hơn mấy? Lớn hơn 1. Vậy thì theo tính chất mắc cầu thì rõ ràng phân số này nó sẽ gì? Sẽ gì? Nhỏ hơn 32 trên 45, đúng không? Hiểu chưa? Đấy, vậy thì tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ lấy 27 trên 41 này. Đấy, với lại 32 trên 41 này. Tức là chúng ta sẽ cộng với cái số tự nhiên nào đó để cho cái mẫu này này nó bằng 0. À, nó bằng gì? Bằng tử với mẫu nó bằng nhau này. Vậy thì ở đây chúng ta lại cộng chung với mấy được nhỉ? Tiếp tục cộng với được 16 được không? Không, đây chỉ cộng 14 thôi đúng không? 74 11 với 1 với 1. 1 với 2 là 3, nhân 1 là 4. Đó, vậy chúng ta sẽ cộng với 14 hết, đúng không? Vậy thì đây sẽ là 41 trên 41, đúng không? Vậy thì đây sẽ là bằng gì? Bằng với 1 này. Ở đây kem cộng vào thì sẽ được bao nhiêu? 6 4. Như vậy thì đây sẽ là 46 trên 41. Vậy thì đây lại là lớn hơn 1, đúng không? Đấy, do đó phân số này nó lại tiếp tục lớn hơn, đúng chưa nào? Rồi và cuối cùng thì cũng vậy thôi, 35 trên 41 nè. Đó, chúng ta cũng sẽ cộng cả tử và mẫu của nó với gì? Với 6 thôi để được 41 trên 41, đúng không? Đấy, vậy thì đây sẽ là bằng 1. Bên này sẽ là bao nhiêu? 32 cộng với 6, đúng không? Trên 41, đúng không? Trên 45 chứ. Vậy thì 32 cộng với 6, từ nha các em, 5 cộng 6 là 11, viết 1 nhớ 1. Ba nhân một là 4 đúng không? 41 trên 41 đúng rồi. Ở đây là 32, giờ chúng ta cũng cộng với 6 này. 6 với 3 thì bằng mấy? À, 6 với 2 là 8, 3 hạ 3 trên bao nhiêu? 45. Vậy thì 38 trên 45 này thì thằng này lại sao?
nhỏ hơn 1, mà thằng này lại bằng 1 này. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp được chưa? Thứ tự được chưa các em? Như vậy thì kết quả ở đây chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự như thế nào đây? Sau khi chúng ta so sánh từng cái cặp ở từng cái phân số này này với cái số 32/45 bằng một cái phương pháp gọi là tuyệt chiêu, hay gọi là phương pháp mới. Đấy, một cái phương pháp mới mà thầy thực hiện. Thì chúng ta sẽ có là gì? Như vậy thì chỉ có cái anh này thôi. 35/41 này này, nó sẽ lớn hơn đúng không? Đấy, vậy thì thằng này sẽ là thằng gì? Thằng lớn nhất. Rồi, vậy chúng ta sẽ sắp xếp được thôi, đó là 25/41 nè. Được chưa? Tiếp theo là 27/41 nè. Đó, phân số thứ 3 là 32 nha. 32/45. Và lớn nhất là 35/41. Đấy, vậy thì đây chính là một cái cách làm nhá. Chúng ta phải chú ý. Nay có thêm một cách mới khi so sánh thì chúng ta có thể cộng. Cộng để đưa cái tử với lại cái mẫu nó bằng nhau. Đó, nhằm mục đích chúng ta so nó với 1. Đấy, một tuyệt chiêu nhá, các em nhớ nhá. Rồi, tương tự như vậy, giờ chúng ta sẽ có một cái bài tiếp theo, đó là bài số 3. Vậy thì bài số 3 nhìn vào đây nè. Thì chúng ta sẽ làm theo kiểu truyền thống đúng không? Truyền thống là sao các em? Tức là chúng ta sẽ đưa tất cả những cái này về mẫu số gì? Mẫu số chung. Đó. Tí nữa thì thầy sẽ hướng chúng ta một cái cách là chúng ta sẽ lấy một phân số gọi là phân số trung gian. Đó là phân số 1/2 này này. Đó, các em có thể tự đọc ở trên mạng chúng ta mở rộng nhé. Đấy, cái cách mà so sánh. Vậy thì ở đây nè, tất cả chúng ta sẽ có mẫu số chung là mấy? Là 30 đúng không? Vậy thì anh này sẽ nhân với 6 nè. Được chưa? 30 chia cho 2 anh này sẽ nhân với 10, 15. 30 chia cho 3 anh này sẽ nhân với 10. Và đây sẽ nhân với gì? Với 5 nè. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quy đồng ra 3/5 thì sẽ bằng bao nhiêu? 3 × 6 + 5 × 6, viết ra như vậy cho nhiều bạn. Bằng 18/30 nè. 1/2 nè thì sẽ bằng 1 × 15 + 2 × 10 = 15, thì sẽ là 15/3 gì? 30, đúng không? Rồi, 2/3 bằng 2 × 10 + 3 × 10 sẽ là 20/30, đúng không? Rồi, 1/6 nè sẽ bằng 1 × 5 + 6 × 5, vậy thì đây sẽ là 5/30. Đó, vậy thì nó đã bằng mẫu hết rồi thì chúng ta có thể so sánh thôi. Vậy anh này sẽ là nhỏ nhất nè, 1/6 sẽ là nhỏ nhất nè, sau đó đến gì? 1/2, đúng không? Đây là thứ tự từ lớn đến bé thì chúng ta sẽ lấy lớn nhất là anh này, 2/3 nè. 2/3 là lớn nhất đúng không? Rồi, sau đó đến 3/5. Rồi, tiếp theo sẽ đến anh nào? 2/3 rồi, 3/5 rồi nè. Sẽ là 1/2 và cuối cùng là 5. 1/2. Anh 5/30 tức là 1/6. Đấy, vậy thì đây là một cách. Cách thứ hai nè, các em có thể lấy cái số 1/2 đây nè. Đây là cách gọi là lấy số trung gian nha. Lấy cái số trung gian để các em so sánh. Đó, vậy thì các em thử tìm ở trên mạng nha. Đó, cách này các em có thể tự lên, tự tìm. Và cái thời gian không có nhiều nên là thầy chỉ hướng dẫn cái cách số 1. Đấy, còn cách thứ hai chúng ta lấy số trung gian chúng ta sẽ thực hiện được. Rồi, chúng ta sẽ đến bài số 4. Một cái căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng này. Căn phòng này hình chữ nhật nhá. Chiều rộng là người ta cho là 8 m, chiều dài mấy? 12 m. Người ta dùng các viên gạch khoa, tức là gạch để chúng người ta lát sàn đó. Trong miền Nam các bạn gọi là lót đó, đúng không? Miền Nam gọi là gạch bông, đúng không? Rồi, vậy thì gạch này, viên gạch này, cạnh là bằng bao nhiêu?
cạnh của thằng này là 4 đề si. Đấy, 4 đề si này. Vậy thì người ta hỏi nó cần bao nhiêu viên gạch, đúng không? Đấy. Vậy thì để làm cái dạng toán này thì chúng ta sẽ có mấy bước để chúng ta giải. Nhớ nè, đây là đề si này, viên gạch nó là đề si. Chiều của cái căn phòng đây là mét này. Đó, nếu chúng ta chưa học về số thập phân thì chúng ta không đổi được đề si ra mét, đúng không? Còn nếu đã học rồi thì chúng ta đổi ra thôi. 4 đề si thì bằng 0.4 của mét thôi, đúng không? Đấy, vậy thì bây giờ thầy sẽ không có thực hiện nó, thầy sẽ đổi hai cái này ra đề si hết nha. Có rất nhiều cách để chúng ta đổi nha. Chúng ta tính theo đơn vị đề si cũng được, mà tính theo đơn vị là mét cũng được. Đó. Rồi bây giờ 8 mét nè. Em sẽ đổi 8 mét sẽ bằng bao nhiêu? 8 mét bằng bao nhiêu đề si? 80 đề si. Đúng không? Rồi, 12 mét nè thì sẽ bằng bao nhiêu? 12 nhân với 10 là 120 đề si. Đấy, sau khi chúng ta đổi được như này rồi thì chúng ta sẽ tính đầu tiên. Đó là tính diện tích của cái căn phòng. Diện tích căn phòng. Hình chữ nhật. Người ta cho mình là hình chữ nhật, đúng không? Căn phòng hình chữ nhật là, đây chính là diện tích của hình chữ nhật, thì bằng chiều gì? Chiều dài 120 nhân với chiều rộng là nhân với 8 rồi, 80. Thì 120 mà nhân với 80, các em nhân lên sẽ được là 9600. Đơn vị ở đây diện tích nên nó sẽ là đề si mét gì? Vuông. Được chưa? Đó. Vậy thì đã tính được diện tích căn phòng này. Giờ chúng ta sẽ tính diện tích của một viên gạch này. Diện tích của một viên gạch. Một viên gạch với cạnh là mấy? Cạnh họ cho là 4 đề si, đúng không? Sẽ là, thì đây chính là diện tích của hình vuông, sẽ là 4 nhân 4 là bao nhiêu? 16 đề si mét gì? Vuông. Vậy thì có diện tích của hình chữ nhật, có diện tích của một viên gạch rồi thì giờ chúng ta sẽ tính được số gì? Số gạch thôi. Vậy thì số gì? Số viên gạch cần có. Số viên gạch cần có để gì? Lát kín nền. Lát kín cái nền là sẽ là bao nhiêu? Lấy diện tích của căn phòng 9600 chia cho diện tích của một viên gạch là chia cho 16, đúng không? Thì kem chia chúng ta sẽ được kết quả là 600. Vậy thì 600 này chính là 600 gì? Viên. Đấy. Được chưa? Và chúng ta ghi đáp gì? Đáp số là 600 viên gạch thôi. Dễ như là ăn kẹo, đúng không? Đấy, xong nhá. Rồi. Vậy thì bài hôm nay chúng ta có rất là nhiều những cái hay ho đấy kìa. Đặc biệt là bài số 2 và bài số 3, đúng không? Rồi. Bài số 5 này. Một mảnh vườn hình chữ nhật. Đấy, giờ họ lại cho là mảnh vườn hình chữ nhật này. Có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Đấy, chiều rộng bằng 2/5 này, chúng ta thấy nè, 2/5 này. Tính diện tích mảnh vườn đó, biết rằng chiều dài hơn chiều rộng là 9. À, hơn nha. Hơn là 9 nha các em. Rồi, chúng ta xem ở đây người ta cho mình bao nhiêu dòng nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dòng. Họ chỉ cho mình có 9 dòng thôi. Vậy thì mình sẽ phải tính kiểu nào nhỉ? Nhìn vào đây, các em thấy nè. Đây là dạng toán này, tỉ số này.
hơn này. Vậy thì đây là toán gì? Hiệu. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ, đúng không? Đúng không nào? Đấy. Vậy thì các em có thể vẽ sơ đồ này. Theo bài ra chúng ta sẽ có sơ đồ này. Chiều gì? Chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tức là gì? Chiều rộng nó chỉ chiếm mấy phần các em? 2 phần thôi, đúng không? Chiều rộng thì chỉ chiếm 2 phần và chiều dài sẽ chiếm mấy phần? 5 phần, đúng không nào? Đó, thầy sẽ dùng cái thước để đánh dấu này. Đây, chiều rộng chỉ chiếm 2 phần thôi và chiều dài nó sẽ là mấy phần? 5 phần nhá. Đó, ta đánh dấu ra thôi. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa các em? Đấy, ta kẻ đánh dấu ra. Sao là kẻ xong cái mất hết dấu à? Rồi, và ở đây thì chúng ta thấy nè, dài nó hơn rộng 9 mét. Tức là cái chỗ hơn này nè, thì chúng ta biết được chỗ này là mấy? 9 mét này, đúng không? Đấy, vậy thì đây chính là chiều gì? Chiều dài nè. Thì giờ đến đây thì ai cũng biết cách làm rồi, đúng không? Biết chưa các em? Quá đơn giản, đúng không? Đầu tiên ta sẽ tính là gì? Hiệu gì? Theo bài ra ta có hiệu số phần bằng nhau, đúng không? Theo bài ra ta có hiệu số phần bằng nhau nè. Hiệu số phần bằng nhau sẽ là mấy? 5 chứ, đúng không? Đâu phải 9 được em. Đó là 5 phần là của chiều dài, 2 phần là của chiều rộng. Vậy thì 5 trừ 2 sẽ bằng 3. 3 phần. Được chưa? Rồi. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ tính là chiều gì? Thì chiều rộng mảnh vườn. Chờ, chiều rộng là chiều dài này, diện tích nè. Chờ, chiều rộng mảnh vườn đó là chiều rộng thì bằng gì? Hiệu số phần là 9 nè, chia cho cái gì? Chia cho hiệu số phần bằng nhau, chia cho 3, nhân với số phần, đúng không? 9 chia 3 bằng 3, 3 nhân 2 là mấy? 6. Vậy thì đơn vị đây là mét. Tiếp theo sẽ là chiều dài cái mảnh vườn đó là, được chưa? Nó sẽ là bao nhiêu? Hơn mà. Thì sẽ bằng chiều rộng là 6 cộng với số hơn là 9. Vậy thì 6 cộng 9 sẽ là 15 mét. Được chưa? Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có chiều dài, có chiều rộng rồi, sẽ tính được diện tích. Vậy thì diện tích này, đúng không? Diện tích mảnh vườn đó là dài 15 nhân với rộng là nhân với 6. Vậy thì 15 nhân với 6 sẽ bằng bao nhiêu? 9 nhỉ? 90 mét vuông. Và chúng ta sẽ ghi đáp số ở đây sẽ là 90 mét vuông. Được chưa? Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong cái tiết số 2 nhé. Và các em nhớ đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nha. Bye bye.